Bạn có tin thành công có thể đến từ những khởi đầu không hoàn hảo? Mình là Tường. Hành trình theo đuổi ước mơ của mình bắt đầu đầy những trắc trở. Mình đã không thể hoàn thành việc học đại học. Mình cũng đã thử sức với lập trình phần mềm, nhưng hầu hết các khóa học lúc đó khá phức tạp, rời rạc và hướng đến những người đã có kinh nghiệm nhất định. Và tình cờ, mình tìm thấy Google Career Certificates, được thiết kế dành cho người mới bắt đầu. Chương trình đã chia những chủ đề phức tạp thành các module nhỏ, dễ hiểu, giúp mình nắm vững những khái niệm quan trọng. Nhờ đó mình đã có một nền tảng vững chắc và sẵn sàng tiến xa hơn trong sự nghiệp, dù thị trường công nghệ đang rất cạnh tranh, đặc biệt là với những người tay ngang như mình. Các kỹ năng chuyên môn mà mình học được từ khóa học phân tích dữ liệu, quản lý dự án và thiết kế UX đã giúp tạo những bước phát triển đột phá trong sự nghiệp của mình. Mình đã đạt được vị trí mơ ước tại một công ty cung cấp giải pháp công nghệ toàn cầu. Cuối cùng, mình đã đạt được mục tiêu và ước mơ tưởng chừng như không thể ngày đó đã trở thành hiện thực. Không chỉ trang bị kiến thức, Google Career Certificate còn mang đến cho mình một cộng đồng tuyệt vời với sự hướng dẫn tận tâm của các mentor dày kinh nghiệm. Với tinh thần học hỏi được truyền cảm hứng từ Google Career Certificate, hy vọng câu chuyện của mình sẽ là nguồn cảm hứng với những bạn trẻ đang nỗ lực trên con đường theo đuổi ước mơ.